Việt Nam. Bây giờ cậu biết là nói chung là thời tiết và khí hậu ở trên này rất là khó nha anh em. Trên này là cái này là đập tên là chính thức là đập Krông Búk Hạ. Nói chung là chỗ này dành cho các anh em ưa chụp hình đó thì cũng rất là nhiều. Tại chỗ này nó có một cái tường này mình có thể chụp này, rồi chỗ kia nó có một cái bãi đá mình có thể chụp chỗ đó rất là nhiều luôn. Ở chỗ kia có một cái con đường để có nghĩa là trường để người ta thăm và kiểm tra cái chỉ năng lượng mặt trời đó. À, còn cái chỗ này này nó có hai màu, màu trắng với màu đỏ, để cái gọi là cái màu tương phản đó, thì anh em có thể chụp, nói chung là chỉnh cái màu lên là nó rất là đẹp luôn. Thì đây là cái hồ ở Krông Búk nha, già lắm. Tường cái đê đập này là hình như là dài tầm 2 cây rưỡi đến 3 cây luôn á, chứ không phải là ngắn đâu. Nói chung là dài. Còn cái chỗ đó là cái cổng xả nước. Có anh kia chỗ cái chiếc mà gọi là Suzuki Redic mà bôi xăng lửa anh em. Nói chung là bôi xăng lửa thì phải gọi là đỏ đi là nó mới gọi là nổ máy. Mà cộng có thêm cái con người yêu nữa, nó hùng nó đãi dùm, chứ thiệt ra nếu như mà một người đãi thì không bao giờ đãi được anh em. Tại cái xe nó khá là nặng, nó nặng tầm 100 nếu như mà đổ đầy luôn. Cũng có cái xe bán cam độ rồi anh em, đó là rất là ok luôn. Thì giờ anh nhé mắt mình cho mình mua, nhưng mình không có tiền anh em ơi. Bây giờ mình bị đâu? Mình bị đau họng á, chứ không phải là mình, chứ không là mình mua rồi. Tại cái mình là mình ăn đá không có được. Nói chung là anh em nào mà theo dõi mình lâu thì biết là mình thì gọi là mình bị viêm ăn đá không bao giờ được, nên là gọi là xin lỗi anh. Nói chung là chiếc xe của anh rất là độc nha. Với lại có một điều trên này là rất là thú vị, thì ở trên này là đa số xe đậu, gọi là anh em thấy không, đậu cái mũ sơn là chính. Hỡi cô bác gần xa, hỡi cô bác gần xa, anh em nào tính nóng như kèm vô làm cây kèm cho bớt nóng cái còi, chứ dạo này thấy anh em nóng dữ quá mình cũng buồn. Anh em nào lên trên này phải nhớ mang theo áo khoác nha, chứ anh em không nè, một người hai người mang luôn, cũng giống như mình. Tại không khí trên này lạnh lắm, chị hai mình với tí nó không mang mà mình không mang mình vào. Không ai nghe xong rồi hả? Ai đưa lên chạy chị? Xuống xe. Chào chị. Chị đi vô đường một chiều. Mau chị xuống xe xuất trình giấy tờ. Dần vô. Có mang không? Nhưng mà chị không đem, đưa đem. Từ. Xuống anh. Chị có mang không? Có mang không? Mày không thoát được bao con trai. Tôi bị không tình yêu.